Dũng Audi cho ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị, anh chị em cùng toàn thể các bạn. Và trong ngày hôm nay, bên em lại về cho các bác một mẫu xe đời cao siêu lướt, một chiếc xe phân khúc hạng A của dòng Hyundai. Một chiếc xe mà đẹp long lanh xuất sắc, không một lỗ nhỏ các bác nhá. Order chuẩn của em này là 1,9 vạn, lốp theo xe còn nguyên cả dàn. Và cái lốp sơ cua của em nó còn chưa chạm đất, lốp sơ cua chưa hạ, xe cực kỳ là đẹp luôn. Và đây chính là một chiếc Hyundai i10 đời 2020, số tự động và xe trang bị động cơ là 1.2. Một chiếc xe đẹp long lanh các bác nhá, đẹp long lanh xuất sắc, tư nhân, một chủ từ đầu. Cam kết với các bác là xe không đâm va tai nạn ngập nước, không taxi dịch vụ các bác nhá, xe đẹp không một lỗ nhỏ. Về các trang thiết bị option của em này thì xe trang bị 4 la răng đúc, xinh nhan trên gương. Tay nắm cửa thì được ốp mạ chrome và tích hợp nút mở cửa thông minh. Ở cụm đèn đằng sau thì đều được ốp mạ chrome hết rồi. Nó tôn cái dáng vẻ trẻ trung, cứng cáp và chắc chắn cho một chiếc xe, anh chị em nhé. Và xe trang bị camera lùi cùng với cả 4 cảm biến lùi phía sau, giúp cho các bác là kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn, cũng như là cảnh báo va chạm sớm với 4 cảm biến lùi. Đấy, rất là an toàn khi mà các bác lùi xe vào những vị trí không gian chật hẹp. Đi vòng sang phần thân bên lái để cho các bác ngắm kỹ hơn về tổng thành, form dáng, sơn si, ngoại thất bên ngoài của một chiếc Hyundai i10 đời 2020, một chiếc xe đời cao siêu lướt, số tự động và xe trang bị động cơ 1.2, xe đẹp long lanh xuất sắc luôn, không một lỗ nhỏ. Bao test hãng trên toàn quốc, anh chị em nhé, bao test hãng trên toàn quốc luôn. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang giao bán với giá là 395 triệu đồng, vẫn còn thương lượng. Và anh chị em nào đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966. Hoặc là các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại cho anh chị em các bác nhé. Ngoài ra nếu anh chị em nào ở xa chưa có thời gian sắp xếp để đến với địa chỉ cửa hàng thì bên em có hỗ trợ ship xe trên mọi miền tổ quốc. Rồi, bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong để review nội thất bên trong. Sau khi mà review một vòng quanh xe cho bác xem sơn si nội thất bên ngoài rồi thì nội thất bên trong của ngoại thất bên ngoài rồi thì nội thất bên trong đây. Nội thất bên trong ghế da zin theo xe và ở giữa là lớp nỉ nhá. Hàng ghế bọc da còn nguyên zin nguyên bản, ở giữa là lớp nỉ luôn, xe đẹp xuất sắc, táp ly táp lô hai tông màu. Được chưa? Vô lăng thì không có một tí gì gọi là bợt mòn vô lăng quá nhá. Không có một tí gì là bợt mòn vô lăng, nó còn rất là mới. Và hàng ghế đằng sau anh chị em có thể thấy đây. Đấy, gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho, còn căng đét các bác nhá, còn căng đét luôn. Và chân nỉ nguyên bản đã được căng phủ ni lông rồi. Và lốp đây các bác nhìn này, lốp lắp còn rất là dày dặn, các bác nhìn những cái khe rãnh, răng rãnh, khe múi của nó còn rất là dày dặn các bác nhá. Về đi thoải mái, thoải mái khoảng 2-3 năm nữa các bác mới phải thay lốp cơ. Đây, ngay cả những chi tiết nhỏ như con ốc này, đấy, màu sơn quẹt ngang qua kìa, vẫn còn. Và lốp theo xe zin luôn cả dàn các bác nhá, 2020 luôn đây. Đấy, tuần thứ 2 của 2020, zin đét luôn mà lốp còn rất là dày. Và review luôn, quay luôn phần lốp bánh trước, các bác có thể nhìn thấy đây. Đây là lốp bánh trước, cũng khe các khe răng rãnh này nhá, các khe răng rãnh này còn cũng khá là sâu và dày dặn luôn. Được chưa? Và đây cũng tuần thứ 2 của năm 2020, lốp zin đét theo xe, các bác thấy chưa, rất là đẹp. Bây giờ thì sẽ là một số các trang thiết bị option công nghệ trên chiếc xe này. Trên vô lăng thì được tích hợp bàn phím có điều khiển âm thanh ở trên vô lăng rồi. Và đi vào bên trong này thì xe được trang bị một cái màn hình giải trí. Đây có cả ra lệnh cũng như là hay còn gọi là nhận diện bằng giọng nói nhá. Một số bác thì gọi là ra lệnh bằng giọng nói, thì em đọc là nhận diện giọng nói. Đây có luôn các bác nhá. Đèn nổ thông minh start-stop. Điều hòa trang bị hai vùng nóng lạnh.
mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì mát sông. Đấy, củ số này xe đẹp gần như xe mới các bác nhá, xe đẹp gần như xe mới luôn. Em này chạy mới có 1.9 thôi. Và túi khí thì được trang bị túi khí an toàn trên khoang lái, một chiếc trên vô lăng này và một chiếc ở phần táp lô ghế bên phụ. Đấy, anh chị em có thấy nhá. Camera lùi thì nó được tích hợp trên cái gương chiếu hậu này. Đấy, có camera lùi tích hợp trên cái gương chiếu hậu này rồi các bác nhá. Đấy, như vậy là em đã giới thiệu sơ qua về các trang thiết bị option công nghệ cũng như là quay về mấy quả lốp. Các bác có thể thấy nó còn rất là đẹp. Bây giờ sẽ review xem có bị đâm đụng va chạm vào đâu không các bác nhá. Còn chiếc xe này đời cao 2020 mà chạy 1.9 thì nó còn zin hết cả xe rồi. Đấy, về chất lượng thì khỏi bàn rồi. Giờ chỉ review là xem có va quẹt một tí nào ở đâu không. Thì các bác nhìn những cái ốc bản là trên, rồi ốc bản là dưới này. Đấy, còn nguyên zin nguyên bản anh chị em nhá, nguyên zin luôn. Và ốc răng cửa này, đấy, ốc răng cửa này nhá, zin đét luôn, được chưa? Phần chỉ này, cánh trước, đây là phần chỉ của cánh trước bên lái đây các bác nhá, không mất một phần chỉ nào và nó còn nguyên zin nguyên bản luôn anh chị em nhá. Mở khoang động cơ và phần cốp xe để quay cho các bác. Quay sang phần ốc bản lề ở thân xe thì các bác nhìn đây. Đấy, đẹp long lanh luôn. Được chưa? Zin đét luôn nhá. Đây. Ở đây nữa. Rất là đẹp rồi. Và đi xuống cánh đằng sau bên lái quay cho anh chị em xem. Cánh đằng sau đây. Đây là phần ốc bản lề trên và ốc bản lề dưới này, zin đét luôn anh chị em nhé, zin đét luôn. Ốc răng cửa này, đây ốc răng cửa nữa đây, nguyên zin nguyên bản, zin đét luôn. Đi xuống đằng sau xe. Đấy, sedan hai đầu nên là cốp xe cũng rất là rộng, tha hồ cho các bác để đồ ở trong này. Đấy, đi chơi đi du lịch thoải mái luôn. Và phần chỉ này, đây là phần chỉ trong này. Đấy, phần chỉ trong rồi nhá, không mất một phần chỉ nào. Ốc bác này nguyên zin, ngay cả cái rắc điện đây. Đấy, điện đóm ở phần điện đóm này nó cũng còn nguyên zin nguyên bản luôn, thấy chưa? Xe quá là đẹp rồi. Và đây rắc điện đây nữa này, zin đét luôn anh chị em nhá. Và lốp sơ cua, em quay phần lốp sơ cua cho anh chị em xem đây. Đấy, lốp sơ cua đây nhá. Các bác nhìn này, sơ cua chưa chạm đất luôn, nó còn zin đét. Và các bác nhìn cái rãnh màu chưa, cái vết màu kìa, màu kẻ màu đỏ và màu xanh ấy, còn nguyên luôn. Quá là đẹp rồi các bác nhá, đẹp long lanh xuất sắc luôn. Lốp sơ cua còn chưa chạm đất. Rồi đi sang phần thân bên phụ. Đi sang phần thân bên phụ, đầu tiên là phần ốc bản lề trên, ốc bản lề dưới này, rồi ốc răng cửa này. Đấy, các bác nhìn kỹ chưa? Zin đét luôn các bác nhá, nguyên zin nguyên bản luôn. Quay đến phần chỉ. Nói chung với những chiếc xe như thế này thì không biết là nên mô tả như thế nào, bởi vì nó những chiếc xe nó quá đẹp rồi thì không biết tả thêm như thế nào nữa các bác nhá. Đây, phần chỉ này nguyên zin nguyên bản luôn. Đấy, chỉ biết quay cho bác, quay cho bác để các bác xem thôi. Đây, đấy, lốp láp cực kỳ là dày dặn, răng rãnh sâu các khe các múi này nhá. Và đây, tuần thứ 2 của 2020, lốp zin theo xe, 4 quả lốp theo xe còn nguyên cả dàn, được chưa? Đi lên phần cánh trước bên phụ. Ở phần ốc bản lề trên, rồi phần ốc răng cửa này, đấy, ốc màu còn zin đét nhá. Ốc bản lề dưới này, đấy, nguyên zin nguyên bản luôn. Đây là phần chỉ này. Không mất một phần. Nói chung với chiếc xe này,
nó quá là đẹp rồi. Anh chị em yên tâm, nếu mà các bác nào cẩn thận hơn, sau khi xem video chi tiết của em, mà các bác nào cẩn thận hơn, anh chị em cần anh chị em mà cần check hay là cần test gì, các bác cứ test thoải mái. Tuy nhiên em cũng khuyên thật với các bác là chiếc xe nó đẹp như thế này rồi thì chúng ta không nên mất tiền thêm để thuê thợ về kiểm tra cho làm gì nhá. Quay như thế là các bác đã biết rồi. Đây, các thứ này nó còn nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá. Đấy, cái này chỉ gọi điện về và alo thôi, về giá cả thôi, chứ còn xe nó quá là đẹp rồi, không một lỗ nhỏ luôn. Đấy, ốc cabo các thứ này mới tinh các bác nhá, còn mới tinh luôn. Đấy, logo Hyundai này. Đấy, chứng tỏ chưa bị tạt đầu tạt đuôi. Và ở bên trong này những cái chi tiết nhỏ nhỏ nó vẫn còn nguyên màu sơn đây. Đấy, này, máy số zin nét luôn các bác nhá, máy số nguyên zin nguyên bản luôn. Được chưa? Đây, máy móc các thứ là còn nguyên zin hết nhá, máy số nguyên zin nguyên bản. Những cái con ốc màu này nó vẫn còn nguyên và chưa có hiện tượng là vặn viếc gì vào cái ốc chân máy này các bác nhá, chưa có hiện tượng vặn gì vào cái ốc chân máy. Đây, ốc ác các thứ là còn ốc màu còn nguyên, xe quá là đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn rồi. Và như vậy thì em đã giới thiệu xong tới toàn thể quý vị anh chị em một chiếc Hyundai i10 sản xuất vào năm 2020, số tự động và xe trang bị động cơ 1.2 sedan 2 đầu, nhỏ gọn, di chuyển dễ dàng, số tự động đi nhàn chân, động cơ 1.2 chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và giá bán cho chiếc xe này là 395 triệu đồng, vẫn còn thương lượng thêm. Anh chị em nào đang quan tâm xin vui lòng liên hệ trực tiếp về cho Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966. Hoặc các bác có thể về trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe, cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại. Còn bây giờ thì em xin phép được kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.